Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Ninh tổ chức hội thảo góp ý kiến vào thiết kế công trình văn hóa. Thị xã Ba Đồn làm tổ công tác cải cách hành chính. Phóng sự hiệu quả từ mô hình trồng cây ngô sinh khối. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội thảo góp ý kiến vào thiết kế hai công trình văn hóa gồm quảng trường và cụm tuyên truyền cổ động huyện. Công trình quảng trường huyện có tổng dự toán khoảng 2,3 tỷ đồng. Công trình cụm tuyên truyền cổ động huyện gồm hai hạng mục chính là cụm tuyên truyền cổ động và hệ thống đèn hoa trang trí dọc các tuyến đường trung tâm với tổng dự toán trên 2,1 tỷ đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến vào bản thiết kế như quy mô, kết cấu, hệ thống cây xanh, phối cảnh, hệ thống thoát nước, điện ở quảng trường phải bố trí hợp lý, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tổ chức các sự kiện quan trọng. Đây là các công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu ấn phát triển của huyện Quảng Ninh, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện Minh Hóa vừa tổ chức lễ phát động quyên góp xây dựng quỹ nhân đạo năm 2018. Theo đó, Ban chỉ đạo huyện Minh Hóa đã phát động kêu gọi công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu một ngày lương, các hộ dân cư từ 20 đến 30 ngàn đồng, hộ kinh doanh 50 ngàn đồng, các em học sinh 10 ngàn đồng, các doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi đóng góp vào quỹ nhân đạo. Tại lễ phát động, các đại biểu đã ủng hộ quyên góp được 16 triệu đồng. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học cũng đã đăng ký đóng góp số tiền trên 160 triệu đồng vào quỹ nhân đạo huyện năm 2018. Vừa qua tại huyện Lệ Thủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2018. Tại hội nghị, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và bàn các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, công tác tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới vừa tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác tín dụng quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới đạt trên 121 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt trên 16 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ, với hơn 700 lượt khách hàng vay. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động tiền gửi tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Triển khai việc cho vay ưu đãi xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thị xã Ba Đồn luôn chủ trọng thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính thực sự dân chủ và chuyên nghiệp. Quý 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân các cấp đã tiếp 242 lượt công dân với các vấn đề chủ yếu như phản ánh kê khai bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ chính sách cho những đối tượng được thụ hưởng. Công tác trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật với tỷ lệ 97%. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã cũng thường xuyên tổ chức các đoàn để tiến hành kiểm tra kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, thực thi công vụ đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các phòng, ban, đơn vị. Nhờ thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển nên trong quý 1 năm 2018, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Minh Hóa tăng so với cùng kỳ. Theo đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, thu hút sự tham gia của hàng trăm hộ dân. Các ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 6,2%. Thương mại dịch vụ ước đạt 162 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. 3 tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục phát triển. Theo đó, các ngành sản xuất như gạch tuyên nén, chế biến tinh bột, khai thác khoáng sản và may mặc tiếp tục tăng trưởng.
Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn ước đạt 180,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn duy trì phát triển sản xuất và đầu tư các dự án trên địa bàn. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Dương Thủy xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu. Phóng sự hiệu quả từ mô hình trồng cây ngô sinh khối. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại, dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, thời gian qua, người dân xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch đã tập trung phát triển nghề sản xuất dầu tràm. Hiện xã Quảng Hưng có 40 hộ chuyên sản xuất dầu tràm, bình quân mỗi ngày mỗi hộ nấu được 0,5 lít dầu tràm, với giá bán trên thị trường là 700.000 đồng một lít, mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, nghề sản xuất dầu tràm ở đây vẫn mang tính nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Chính vì vậy, thời gian tới, chính quyền xã Quảng Hưng sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng để thành lập hợp tác xã sản xuất dầu tràm, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc nuôi cá lồng bè trên sông, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thuần Hòa, huyện Tuyên Hòa đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn mua con giống để phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có 22 hộ gia đình đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông. Trung bình mỗi hộ nuôi từ 1 đến 2 lồng, chủ yếu là cá trắm cỏ. Đây là giống cá dễ nuôi, nhanh lớn và dễ tiêu thụ với giá bán trên thị trường là khoảng 120.000 đồng 1 kg. Bình quân mỗi năm, mỗi hộ gia đình thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng. Việc đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông không chỉ giải quyết việc làm lúc nông nhàn, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân mà còn cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho địa phương và các vùng phụ cận. Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới đã mạnh dạn đầu tư một số mô hình chăn nuôi, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá. Mô hình nuôi lợn rừng của gia đình chị Nguyễn Thị Lam ở thôn Thuận Phước là một ví dụ điển hình. Năm 2015, gia đình chị Lam đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình nuôi lợn nhà sang nuôi lợn rừng. Hiện nay, gia đình chị đang nuôi 30 con lợn rừng, mỗi năm xuất chuồng từ 15 đến 20 con, với giá bán trên thị trường là 170.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi hơn 70 triệu đồng. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo người dân xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu thông qua việc xóa vườn tạm, quy hoạch lại vườn hồ để phát triển các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế khá. Hiện toàn xã Dương Thủy có 6 vườn kiểu mẫu với diện tích gần 3 hectare, tập trung ở 3 thôn gồm Đông Thiện, Tây Thiện và Nam Thiện. Với tiêu chí, hình thức đẹp nhưng phải đảm bảo chất lượng, người dân đã tập trung cải tạo đất, chỉnh trang khuôn viên, cắm rào, phân cách đường đi bộ theo từng mẫu nhằm thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cũng như thu hoạch sản phẩm. Đặc biệt là tiến hành trồng xen canh các loài rau màu với một số cây ăn quả có giá trị kinh tế khá như ổi, thanh long, bưởi, cam. Thời gian tới, xã Dương Thủy sẽ tiếp tục chỉ đạo người dân tích cực xây dựng thêm các mô hình vườn kiểu mẫu nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
gắn với việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ngô sinh khối theo chuỗi giá trị. Qua 2 năm triển khai, mô hình đã mang lại những hiệu quả nhất định. Gia đình ông Nguyễn Hải Huân ở thôn Hòa Trạch có hơn 1 hecta đất nông nghiệp. Những năm trước đây, gia đình dành phần lớn diện tích để trồng sắn. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mang lại là không cao. Sau vài lần trồng thử nghiệm một số loài cây trồng, thì việc trồng cây ngô sinh khối để phục vụ chăn nuôi cho kết quả khả quan nhất. Chủ trương của xã cũng như của thôn là chuyển đổi các cây trồng, thì bản thân tôi cũng trồng ngô. Vụ đầu tiên năm 2016, đầu năm 2017 là thu hoạch, thì nhìn chung là cái năng suất nó và cái thu nhập thì nó có hơn so với loài cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích như cây sắn, cây đô, thì nó cảm thấy có lại. Và bà con ở đây người ta cũng đã trồng và đã chuyển đổi. Hiện nay, toàn xã Nam Trạch đã trồng được gần 80 hectare giống ngô sinh khối NK66. Nguồn giống ngô này được nhập từ Ấn Độ. Đến thời điểm này, cây ngô đã bước vào thời kỳ thu hoạch. Được biết, mỗi hectare ngô cho doanh thu từ 45 đến 50 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, người dân thu lãi khoảng 30 triệu đồng trên một hectare. Do thời gian sinh trưởng của cây ngô khá ngắn, từ 75 đến 80 ngày, nên mỗi năm người dân có thể trồng được 3 vụ. So với cây sắn, giống ngô sinh khối đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thuận lợi là rất nhiều, đó là vì đối với xã Nam Trạch thì xưa nay bà con đã trồng ngô qua các cái năm thập kỷ trước, thì đối với thổ dưỡng đất đai của xã Nam Trạch thì phù hợp cho đối với trồng ngô. Mà từ khi có các trang trại trên địa bàn của tỉnh về chăn nuôi thì ủy ban xã đã thực hiện cái đề án để chuyển đổi từ trồng ngô lấy hạt qua trồng ngô sinh khối để cung ứng cho các trang trại chăn nuôi. Thì đấy là một cái thuận tiện trong cái đầu ra của bà con, làm ra thì có cái đầu ra, và từ đó thì xã cũng đã liên kết thì chuỗi sản xuất cho bà con từ khâu gieo trồng đến khâu tiêu thụ cho bà con. Thời gian tới, chính quyền xã Nam Trạch sẽ khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng cây ngô sinh khối nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 9 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 55 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 60 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, đêm trời rét, độ ẩm từ 70 đến 95%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng từ 1